một dòng loa cây đến từ châu Âu, sản xuất tại Đan Mạch, rất nổi tiếng, rất phù hợp cho những căn phòng không có quá nhiều diện tích để bày. Ví dụ như các căn phòng chung cư hoặc các căn phòng có diện tích từ 15 cho đến 30 mét vuông thì đây là một sự lựa chọn khá là đáng để lưu tâm các bác nhé. Vừa là bày rất là đẹp, chất âm hay mà trong phân khúc tiền lại khá là bình dân, rất dễ là tiếp cận luôn ạ. Vâng, trước mắt các bác đây chính là đôi loa đến từ thương hiệu của Zammo, có model là Zammo P170, một đôi loa đáng chơi trong tầm tiền và rất đáng để lưu ý với cái model của hãng này các bác nhé. Vâng, đôi loa này thì quá nổi tiếng rồi, với bên cửa em cũng bán rất là nhiều rồi và cũng đã vắng bóng tại cửa em cũng phải khá lâu rồi, nay mới lại về tiếp các bác ạ. Về được một đôi duy nhất thôi, nên bác nào còn đang tìm kiếm cho mình một đôi loa nhỏ gọn, chất âm hay, giá tiền hợp lý thì đây là một sự lựa chọn các bác nên lưu ý nhé. Đôi loa này thì sở hữu cho mình là hai bát điện thật 18 các bác nhé, hai bát điện thật 18. Đấy, mang giấy gân cao su zin theo loa, gân zin luôn các bác nhá. Đấy, một bát này, hai bát này. Đấy, có một lỗ thông hơi ở đằng trước đây. Đấy, những cái dòng loa có lỗ thông hơi ở dưới đằng trước này thì thực tế là đặt rất là dễ, bày rất là dễ, các bác có thể đặt sát tường đều được. Nhưng mà nếu mà ví dụ những dòng loa mà có lỗ thông hơi đằng sau thì các bác phải đặt loa nó cách tường ra một đoạn. Thì đấy, thì đây cũng là một cái ưu điểm để cho vào những căn phòng nhỏ không có quá nhiều diện tích, thì bày những dòng loa mà có lỗ thông hơi đằng trước này thì nó cũng sẽ rất là gọn luôn các bác nhá. Đây, Zammo P170, dòng này thì rất là nổi tiếng của hãng Zammo rồi. Đấy, một loa trung và một loa chép dom. Đây, hai chiếc loa này đẹp xuất sắc như nhau luôn các bác nhá. Đấy, khá là đẹp luôn, 4 bát một đôi. Đấy, gần zin nguyên bản luôn các bác ạ, gần cao su, đánh rất là mềm tiếng và lực luôn các bác nhá. Đôi loa thì được thiết kế là nó cũng bo nhẹ hai cạnh. Đấy, rất là đẹp luôn, mặt màu đen, xung quanh là màu đỏ đô, màu đặc trưng của những dòng loa châu Âu và những dòng loa Zammo. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Đôi loa này thì về với game trong tình trạng là zin nguyên bản và đẹp xuất sắc luôn các bác ạ. Hai căng còn đầy đủ, cái căng còn zin và đẹp luôn các bác nhá. Đây, em sẽ đi vào quay góc cạnh của đôi loa này để các bác ở xa cũng có thể thấy được độ đẹp của đôi loa nhá. Đây, góc cạnh này còn vuông thành sát cạnh luôn các bác ạ. Rất là đẹp rồi nhá, chưa bị sứt mẻ gì. Quá là đẹp luôn ạ. Đây, tuyến loa hai bên này, màu đỏ đô, rất là đẹp và sang trọng. Cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé. Cái màu này là cái màu gọi là thương hiệu của những dòng loa châu Âu rồi. Ở bên ngoài rất là sang luôn ạ. Đây, cũng sẽ quay hậu sau cho các bác xem tổng thể cả đôi loa luôn. Đấy, hậu sau khá là đẹp luôn các bác nhé, chưa bị bể lở gì. Đấy, thùng vách thì khá là dày dặn luôn đây ạ. Đấy, thùng vách khá là dày dặn luôn. Đấy, Zammo P170 có công suất là 170W một thùng, trở kháng là 4 ohm, hàng made in Đan Mạch các bác nhé. Có hai lỗ thông có hai cầu để cho các bác nào thích đánh BY thì các bác đánh. Với các bác mua những đôi loa này thì em sẽ khuyến mại cho các bác cái cầu loa cắm như này, thì các bác cứ yên tâm nhé. Cái bắp chuối để cắm vào. Đấy, tránh trường hợp là đối với những các bác mà không thích chơi BY thì cắm cái này vào thì nó sẽ chuẩn hơn. Đấy, em sẽ khuyến mại một bộ dây nếu các bác mua những đồng loa này. Dòng loa rất nổi tiếng, đáng chơi trong tầm tiền. Đấy, các bác nhìn có thể thấy tổng quan đôi loa còn khá là đẹp luôn các bác nhé. Một đôi loa hàng bãi mà như này thì quá là xuất sắc rồi. Đấy, đáng chơi, nghe hay, bày đẹp. Đôi loa có kích thước chiều rộng là 23, sâu là 33 và cao là 90cm. Một kích thước rất dễ để các bác bày biện. Đấy, không tốn quá nhiều diện tích của các bác đâu. Tuy thiết kế gọn gàng như vậy nhưng có chất âm cũng rất là hay, chơi được đa thể loại nhạc, bát đánh sâu, mềm mại luôn các bác nhé. Đặc biệt nữa là dòng này thì rất dễ phối ghép âm ly, ưu tiên cho các bác chơi vào những căn với những cái âm ly của thương hiệu Đờ Lông. Và cũng trong clip này thì em đang ghép cho các bác một chiếc âm ly đến từ thương hiệu của Đờ Lông đây ạ. Vâng, Đờ Lông PMA390 ba la mã. Đấy, mặt bằng tranh phay nhôm rất là đẹp, chạy điện 100V, công suất là 135W nhưng đánh rất là hay luôn các bác nhé. Và chiếc âm ly này thì bên cửa game đang để cho bác với mức giá là 4 triệu
800.000 một mức giá khá là hợp lý để qua chơi một chiếc âm lý đẹp và ghép được đa dạng các dòng loa. Và đôi loa Zammo P170 hàng zin nguyên bản đẹp xuất sắc này thì bây giờ anh em đang để cho các bác với mức giá cũng rất là phải chăng thôi, 7.500.000 cho một đôi loa zin đẹp xuất sắc nhé. Vậy là tổng bộ combo ngày hôm nay có giá cả âm ly và loa là 12.300.000. Các bác có thể mua chọn bộ combo như em đã ghép đây, hoặc các bác mua rời đôi loa, rời chiếc âm ly đều được hết các bác nhé. Và sau đây thì em sẽ mời các bác nghe thử cái chất âm của em này. Đầu tiên sẽ là một dòng nhạc Boro, và sau đó sẽ một dòng nhạc Z-Mix các bác nhé. Mời các bác thưởng thức ạ. Sâu luôn các bác nhé. Và sau đây em sẽ thử cho các bác một dòng nhạc Z-Mix để vào cái chất bass này ra uy lực ra sao. Mời các bác thử thức ạ. Cực kỳ là uy lực luôn các bác nhé. Vâng, và em cũng xin phép nhắc lại giá của bộ combo sản phẩm ngày hôm nay, đôi loa Zammo P170 hàng xịn sò của châu Âu sản xuất tại Đan Mạch, em đang để cho các bác với mức giá là 7.500.000. Và chiếc âm ly Đờ Lông PMA 390 Mark 3 mặt bằng tranh phanh nhôm của em đang để cho các bác với mức giá là 4.800.000. Tổng bộ combo ngày hôm nay có giá là 12.300.000. Các bác có thể mua chọn bộ combo như em đã ghép đây, hoặc các bác mua rời đôi loa, rời chiếc âm ly đều được hết các bác nhé.
Các bác lưu ý giá trên chưa bao gồm phí cước vận chuyển thì bên người mua phải chịu. Và giá này em công khai rất là rõ ràng rồi, là giá mặc định không đổi, nên các bác nào kết chỉ nhấc máy lên liên hệ với em đặt hàng thôi. Chứ đừng mặc cả với em nữa để đỡ mất thời gian của hai bên. Thời lệ mua hàng bên em là các bác chỉ đặt cọc cho em một chút để lấy địa chỉ, em sẽ ship hàng về tận nơi cho các bác. Nhận hàng các bác được kiểm tra hàng, chuẩn hàng như em đã quảng cáo đây, thì các bác nhận hàng và thanh toán lốt số lại cho em. Vâng, bác nào ở xa thì cũng chỉ xem kỹ clip của em sẽ thấy được đôi loa này trong tình trạng đẹp xuất sắc ra sao. Rất dễ đưa ra quyết định là có nên mua hay không, mà không cần phải đến trực tiếp tại cửa em nữa. Đương nhiên, bác nào có nhu cầu đến thực tế tại cửa em rất là hoan nghênh. Cửa em ở số 22, ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, cạnh cổng công an huyện Đông Anh, đối diện với cả bưu điện huyện Đông Anh. Với liên hệ số liên hệ của em 0355 535 3333. Số liên hệ em dùng cả Zalo và Facebook. Các bác có thể vào Zalo và Facebook của em để tham khảo thêm các dòng loa khác. Vâng, và sau khi mắc tải video clip lên kênh của em sẽ hình ảnh chi tiết cụ thể của đôi loa này lên Zalo và Facebook. Các bác có thể vào đó để tham khảo thêm để dễ đưa ra quyết định hơn các bác nhé. Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi video clip của em. Hẹn các bác ở một video clip mới nhất nha.